Trời ơi, coi ông mặt trời ông chuẩn bị lặn xuống nè. Thì hai đứa Thành Trâm chuẩn bị đi chơi. Thành Trâm mến chào tất cả bạn bè ở trên YouTube nha. Bây giờ hai đứa mình đi đi lại chỗ này coi ca nhạc. Chào bà con YouTube Thành Trâm. Hôm nay là đi coi ca nhạc. Ở chỗ này là mới mở nè. Tên là Akashi à. Vui lắm đó nha. M&N Event Hall. Cái chỗ này để cho mướn tổ chức ca nhạc hoặc đám cưới hay là những cái tiệc tùng gì mà cần nhiều, tổ chức nhiều á thì ở đây cũng mới mới mở à. Trời ơi, có cái cổng này đẹp quá anh. Hả? Tới hả? Em đi với tôi. Hả? Em đi gì? Ồ, cái chỗ này nó chụp selfie nè, thấy không? Chụp. Chuẩn bị đi vô trong đây. Ca nhạc. Ồ, trong đây cũng chụp hình đẹp nè anh. Ôi, nghe tiếng nhạc ồn ào sụp chưa? Đây tôi bán bông. Ủa, bông chi vậy? Bông để tặng ca sĩ đó hả? Ồ, không. Không có ngồi vô cho hát em, người ta mua tặng cho em. Em hát mà. Ồ, vậy hả? Trời chứ. Ồ, nó đồ ăn để mua trong đó nhậu á hả? Nhậu trước bữa nay à? Dạ, vậy hả? Có lý hả? Có trái cây nè. Cái này là cái này nó là chè hả? Chè. Ủa, bao bánh chưng bánh tét ở trong ăn đó hả? Bánh tét mua đem về hết. Đem về, uống nhiêu đòn chị? Cái này 20. 20 đồng một đòn. Cái này có trứng muối này 30 chị, cái này 20. Dạ. Ngon hen, để em kêu ổng lên, nó có em có tiền ở đây. Đây là chỗ chụp hình nha. Ai muốn chụp hình ở đây. Nè, xa xa có hôm cảnh sát nha, lặng quạng là đi gỡ lịch nha. Đó, thấy kìa chưa, ngầu chưa? Anh ấy chụp người đẹp chụp lo chụp ngựa kỳ vậy. Vạn sự như ý. Trời, lâu lắm mới được đi coi ca nhạc á nha. Hôm nay nghe nói có ca sĩ Mạnh Quỳnh với lại thứ ai quên mất tiêu rồi ta. Ồ, đây cái bàn. Ủa chị, ca sĩ Mạnh Quỳnh hát với ai vậy? Mai Thiên Vân. Ờ. Với lại Minh Đạt Đăng Đài. Ờ, có Quốc Thành không? Không biết hả? Quốc Thành là ca sĩ local quá. Chắc có. Có hả? Đi vô. Thì cứ cười hoài. Này sồn sồn không hả? Cái này hình như bên thêm bà nhiều quá anh. Hả? Bên thêm bà nhiều hả? Chứ vòng vòng đây ít. Tại vì bên đó tổ chức. Chứ không phải bên đây. Trời ơi, chụp hình nó tướng chụp hình đẹp không nè. Trời ơi con nè. Đi số bàn rồi ha. Số bàn. Ủa anh vé số mua ở đây hay mua trên bàn? Vé số mình mua đây cũng được kìa, hay là chút xíu trong bàn cũng được. Ờ, ok, chút xíu trên bàn đi ha. Dạ, rồi ai nữa đây?
Vô coi ca nhạc là phải có vòng đeo ha. Không phải, tại vì một lát mình ra vô á. Anh làm gì anh rung gì? Để mấy bạn có tay đàn ông rung. Đúng rồi đó. Đúng rồi luôn hả? Ủa sao vậy? Ké hả? Chụp hình mà chụp ké nữa. Đuổi ra. Đuổi. Cha kìa anh. Anh. Dạ. Không đâu, thiếu. Dạ. Hỏi ông bảo có bài không bảo không thể. Dạ. Không thể thiếu được. Dạ. Con thiếu bài giống mà cũng thiếu một tiếng nước mèo. Dạ. Cha lá cha có nhậu không cha? Cái gì? Có nhậu không? Thì chắc cũng có chút. Chút chút đó. Dạ. 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 Trong video ảnh đẹp trai ra. Dạ, yeah, vậy hả? Anh đẹp á. Lai mua cái này không? Mua đây nhậu nè. Dạ. Lại mua giữa trái cây đi. Mua cái này. Cho cái này cái gì nữa? Cái gì trái cây? Này luôn. Trái cây nè, thôi đừng mua cái đó này được rồi, cái đó được rồi. Bao nhiêu chị? Cái bao nhiêu? Tổng cộng cộng hết. Cái đó 10 đồng vậy hả? 10 đồng. Cái gì này? Cái đó 10 đồng. Rồi. Có cái này không? Không không. Có được. Đem vào trong có sao không? Thì đem vào trong nè. Rồi xong rồi lại mua vé với số. Số anh kia, anh kia. Có 5 đồng được không? Hả? Mua 20 thôi. Mua 20 đồng. Con số để tí muốn vé. Chào cờ nha. Cho những tất cả quý vị. Nghiêm. Chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Chúng ta cũng sẽ có nhìn xa xa hay mình quần ba vị mới tới nha. Và xin được cảm ơn ba vị này đã phải nói là cố gắng hết sức mình để mà có một cái buổi tiệc học Phật cầu xuân. Quậy lắm đúng không? Thấy chưa? Tôi biết mà. Nói chung thì cảm ơn với một cái lời giới thiệu rất là đẹp của anh Duy Hải. Lần đầu tiên hai anh em đứng chung trên sân khấu này để mà kết hợp với nhau. Và mong là cái điều duy nhất là mong tất cả quý vị vui xuân trong một cái năm 2023 thật là
khỏe mạnh, an khang và thịnh vượng. Nhưng đặc biệt hết là trong cái vui của chúng ta, chúng ta cũng không quên đến tất cả các chú, các bác thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là hôm nay trong cái chương trình này cũng là mục đích là dạ tiệc, gây quỹ tặng quà mừng xuân cho các chú, các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị đồng ý không? Quý vị đồng ý như vậy, quý vị ủng hộ tất nhiên nha quý vị. Rồi, ủng hộ cái gì? Ủng hộ là phải là vé số đúng không? Tại vì mình không, nè, mình không có, quý vị mua vé đến đây rồi, đó là... Anh giới thiệu ca sĩ đầu tiên đi. Yes, yes, yes. Và ở đây một lần nữa thì Thanh xin được trân trọng kính chúc đến tất cả quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng, đặc biệt là nhiều sức khỏe. Và đêm nay là sẽ chơi xối xả luôn nha, là phải chơi cho nó tưng bừng khói lửa. Yes, vừa rồi cái anh Duy Hải đây, trời ơi đẹp quá đội hình. Xin quý vị dành tràng pháo tay được không quý vị? Yes, một đội hình đẹp như vậy mà. Quý vị vừa rồi hồi nãy anh Duy Hải đó, anh giới thiệu Thanh là một YouTuber. Để không mất thời gian, mình gửi quý vị một sáng tác mới của Mạnh Quỳnh, bài hát được mang tên Phiên Chợ Đời. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Tình cô mê, quý vị có thể ra sàn nhảy bài hát rất là
nghe là nhạc lên là chúng ta cảm thấy là ngứa chân liền, ok? Chị, đưa đây em muốn không? Em đưa dĩa đây. Để mình Quỳnh muốn hát xong rồi thì muốn nói gì nói, hồi nãy mình Quỳnh đang hát thì có chị cho nó trời phi dung mất là chị khóc mấy ngày cho nên mình thực nghe vì phân tâm thì quên lời ngay lập tức, cho nên quý vị cảm ơn cảm thông dùm cho mình Quỳnh nha. Bài hát ngay sau đây, Giấc mộng đêm sương. Mùa xuân đến rồi với trong biển rồi dưới giò đó, trời ăn ngon quá trời. Vì có thử chưa Vì? Thử chưa? Rồi. Thì xong rồi mọi người nói tại sao Mai Kim Vân ăn mà không sợ mập hay sao mà ăn dữ vậy? Em nói dạ, thì trước khi ăn phải ăn, trước khi hát phải ăn. Bởi vì ăn cho giống như là exercise của họng vậy đó, mình sẽ hát tốt hơn. Rồi sẽ khỏe hơn để hát quý vị. Rồi nên là chia sẻ quý vị những cái gì mà trong trước khi lên sân khấu con hay chia sẻ những gì mà con bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Thì bây giờ Vân sẽ gửi tặng vị một số bài hát xuân nha. Bài hát đầu tiên được mang tên Cánh Thiệp Đầu Xuân. Con xin mời vị thưởng thức bài hát này. Và bây giờ có ai đem xin không? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho tiếng hát của nữ ca sĩ Linda Gender. Tại Tampa, Clearwater, và tất cả những người lân cận. Và sau đây trước hết thì Nam xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong đêm nay đến chung vui để ăn mừng năm mới. Và Nam cũng xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Xin tất cả quý vị chúc mừng năm mới. Và sau đây để tiếp tục chương trình, chúng ta xin mời đến quý vị một nhạc phẩm rất là quen thuộc, nhạc New Wave. Xin mời quý vị ra sân nhảy Jump In My Car. You are my love.
Một lần nữa Linda xin chào quý vị và mình sẽ tiếp tục xối xả cho năm mới nha quý vị. Xối xả. Xối xả. Xối xả rồi. Bà con xin hẹn mọi người video kế tiếp nha. Có gì mới lạ mình chia sẻ đi. Giờ cũng 12 giờ đêm rồi. Chúng ta sẽ tài ra là bà thank you.